look at that. She doesn't want a Lego? Đây. You don't want đây, do đây, 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 đây. Đi. Lego. Giờ tới giờ đi chơi rồi cô chú ơi. Đó, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng dẫn cô chú đi vòng vòng sớm chơi. Giống như đi sớm chơi vậy đó. Ở Việt Nam là mình đi ra sớm chơi đó. Thì đây là sớm của chơi, khu chơi sống. Không. Hả? 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 Chà bữa nay trời ui ui, ta ơi, tới giờ này là thấy trời ui ui tới nơi rồi nè. Coi chừng này, coi chừng này, chuẩn bị nó thấy ông này nó hai này nha. Coi này nha. Thấy chưa? Hi. Nói mà. What you doing? What you doing, JD? Say Cooper. Uh-oh. Cooper đâu? Cooper đâu? Bye. Say bye bye. Have a great night. Nó có body kìa, có body kìa, thương mừng kìa. Đây là giống như sải bước trên sàn vậy đó. Cái này là không phải là sớm đâu nghe cô chú, thật sự đây là cái gọi là cái gì, cái sàn diễn thời trang của chơi đó cô chú. What you doing? Slow down. Easy girl. Easy. I don't want no strawberries. Yeah, I was walking the sandbar. Chạy đi Camille. Sải bước đi con. Resistance. Sàn diễn này là của con. Tung cánh ước mơ đi. Mặc dù mẹ biết chân con không làm người mẫu được đâu. Chân chay với chân mẹ là một. Mẫu hậu thì có. Gì đó. Thôi cái con mèo đó dữ lắm nha. Con mèo đó dữ lắm á. Hey, you leave her alone. Đó. You be nice kitty. That's a good kitty. Yeah, good boy. Is that a good kitty? He wants you to do that, Jade. He wants you to imitate him. Can you do that, Jade? Can Jade roll on her back? Oh, be careful, honey. Just pet by his ears. I'm nervous. He's not paying attention to her. That's perfect. Did you touch the cat? Yeah, she did. You know, he can be a real jerky sometimes. Boy, you better be nice. Đó, nó có chủ nè, nó đứng đây nè, nó hiền lành thế. Good job, JD. What are you doing? Be gentle, okay? Yeah, I don't know what I'm doing the same thing. I'll probably nhẹ nhẹ thôi nha. Get take some food. Thôi. My refrigerator's still out. Thôi được rồi đó, chay đi, con làm mẹ sợ quá, nó bật qua cái thấy bà nội luôn á chay. No, no, I'm fine. I'm surviving. But I'm keeping things to a limit inside the house, and also I'm not having groceries or I try to go out and get him something. Làm gì? Or we'll go out and get something. Sau này thích thú với con mèo này dữ. Is your cousin or your friend still here? Đi không con? Đi đi con. Thôi đi đi. Chi tay sớm bắt đầu khổ đi. Mình cái sàn này, sàn diễn cái gì đó, cái chân mình là để mình đi đường mẫu thời trang mà nó quào một cái là năm dấu vết luôn, là khỏi đi diễn luôn á. Lại lên đi đi. Chào bữa nay sớm này, sao bữa nay trông vui dữ. Ừ đúng rồi ha, nay thứ sáu mà. Quên. Hai cũng ngồi ngoài nó muốn ly rượu ly bia thì lát dữ vậy trời. Đó bây giờ nó qua nó đứng với người ta đó. À, bữa mẹ chỉ đánh cầu lông bây giờ ông đầu bà đánh đó, thấy ấn ba chưa, chỉ ba một lần một thôi là rồi biết cái lần sau là cái đó để làm gì rồi đó. Hồi bữa là nó không có một idea gì hết đó. Bây giờ nó sắt với mấy người này, nó đứng ra bà tám với mấy người này là hết giờ hết ngày nè. Giờ phải làm sao đi nghiên cứu kiếm cách để lôi nó đi. Cách nào giờ ta? Với một cái người mà bà tám như chay là không, chưa tám, mới có 4:30 thôi. Tại vì còn mới bị lớn nghe mà. Chưa. Với một cái con 4:30 như thế này thì làm sao để nó có thể lôi nó ra khỏi cái vòng quanh quẩn này được đây. Rồi nó tiến kiếm cái khác nó chơi. But I need your email. Đó, thấy chưa? Nó lại nó chơi với người ta.
Trời ơi, tính nát óc rồi. Nghĩ nát óc từ nãy giờ rồi đó. Con đi ra đi con, đi ra đi con, đi con. Trời đất ơi, nó vô lại. Làm sao để chị có thể bước ra được cái tấm chiếu đó đây. Bây giờ lại là một câu chuyện về tấm chiếu màu đỏ, có in bông màu trắng và có con chay ở trên đó. Rồi bây giờ nó vô tới đó luôn rồi. Khó quá. Bài toán này quá khó khăn. Chỉ có một tấm chiếu đỏ nhỏ thôi. Mà phải tính, không tính là phải bị dính ở đây tới tối. Sao giờ ta? Chay đi, bước ra khỏi cái tấm chiếu đó đi con. Đó chỉ là một cái tấm chiếu để người ta lót ở dưới đường thôi mà con. Tại sao con không thể nào bước ra khỏi cái tấm chiếu đó được? Đừng có để cuộc đời con chôn vùi ở chỉ một cái tấm chiếu màu đỏ có in hoa vỏn vẹn ngang mấy dài mấy. Ngàn chiếu này ngang mấy ta? Ngang thước 2, dài thước 3. Rồi bây giờ nó đem nó. Ủa, trời ơi, còn nhạc nữa chứ, còn nhạc là bị copyright nữa chứ, thấy chưa? Nó chọn người ta thường nói là đất lành chim đậu, mà cái đất này hình như là không có lành rồi. Còn là nhạc, rồi với lại có người ngồi đây không? Mà bây giờ mày cầm cái quay máy quay phim này mà mày ngồi đây mày nói như khùng như điên. Mấy bà này mà mấy bà Mỹ chắc nhìn mẹ cũng nói trời ơi con trai tội nghiệp ghê, con mẹ khùng. Ngồi nói như điên như khùng, phần người ta không hiểu nói gì, cứ cầm cái video nói miết luôn. Bởi vậy cuộc đời mẹ gì chay mà bị tai tiếng. Thôi con đỡ đâu, con chơi đi, mẹ đi kiếm bé Đà mà chơi đây. Một hồi ngồi đây. Hi. Hi, bye. Bye, Sue. Đó, bây giờ nó trốn ở trong đó luôn rồi. Một hồi ngồi đây, một nhân vật đã đi, bước ra khỏi tấm chiếu đó. Bây giờ con trai nó vẫn còn minh quẩn trong cái tấm chiếu màu đỏ này. Chờ hoài, chờ mãi. Rồi, bye bye chưa? Trời ơi, bye bye chịu đi rồi đó hả? Trời ơi, trời, mừng hết lớn luôn chú. Mừng hết lớn luôn người ơi. Rồi giờ đi qua rồi, đây bây giờ đi qua tấm chiếu màu xanh. Có được không? Hi Chase. Ai đúng. Trời, có chấp tay sao đứt cỡ không? Chị đi, let's go chị đi. Cho nó kìa. Có được không? You sit. Trời ơi, người ta hỏi nó ngồi không, nó lại nó ngồi. Có được đời không? Bây giờ đi qua tới từ bỏ tấm chiếu đỏ này, đi qua tới tấm chiếu xanh. You wanna blow it out? Thổi kìa. Yay! Happy birthday, chị đi. Happy birthday to you. Thôi, ổng rảnh chưa? Giờ ổng quẹt lên đây cho nó thổi, coi được không? Rất là rảnh luôn á, coi nó ngồi kìa. What do you think? You know what? I have a sparkler. I'll give your mommy. Oh wow! When it gets dark, you can light the sparkler. Yeah. You want to light up? Yeah. No? Yeah. See, look. Okay, here, let's sit down. Come down. Okay. Ready? Ready, look. Nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Look. Uh-oh, it might be a dud. But it's too wet, maybe? Yeah. Boo, it didn't work. Cái đó là cây pháo bông đó. Ooh, you okay, honey? Be careful, JD. It's broken, Jade. Cái ông này nè, ông đang hút thuốc mà ông thấy anh chay tới, ông dụ đưa thuốc không luôn đó. Cưng hết sức không? Bây giờ đồ lên ghế ngồi nữa hay gì nè. Bây giờ tới, đó, bây giờ đồ lên ghế ngồi, thấy không? You wanna blow it out? Jade, you wanna blow that out? Blow it out. Good girl. Oh wow, it's working you now. Magic. Okay. No. You want to blow it out again? Good girl. Yay! Happy birthday, Jade! All done. JD, let's go, JD. All done. Let's go. She didn't have to. You can stay if you want, if mommy says okay. Trời ơi trời, kêu nó đi mà ổng nói không, nó có thể ở mà. Trời ơi, giờ đi lên ghế nhà người ta ở uống cà phê luôn rồi. Cái này là cà phê hai che nữa. Cái ghế hai quá, cao quá.
Good girl. Trời, yay, happy birthday. Is it your birthday? Yeah. You think so, huh? Không đâu, hỏi này là sinh nhật của con hả? Nó còn dạ nữa chứ, coi được nó không? Watch, Jay. Watch what I do. Ok, coi chơi, 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 chơi. Watch. Coi con không làm gì kìa. Watch. Em chuẩn bị ông đổ dầu lửa vô hay gì đó. Rồi ơi, bây giờ là chiều hôm nay là đi thăm hàng sớm chứ không có đi du ngoạn nữa. Hôm qua là đi du ngoạn mình nên nè, thấy không? Bây giờ ba cái video clip 3 ngày là chơi đâu làm đồ giống nhau đâu, thấy cô chú. Ready, Jay? Yeah, đi. Nó ready chưa? Nó ready đó. Oh, don't stand up, you'll fall. Sit down, Jay. Sit down. Sit. Ngồi xuống. Đó, con ngồi nha, ngồi chờ kìa. Thấy thương không? Mày tướng thương không? Rồi con ông này chuẩn bị là ông đốt lửa lên nè. Đốt lửa trại đó con. Đó, coi kìa, right coi nha. Can you see it? Lạnh ghê, ông đẩy ghế đây cho nó dễ thấy đó. Không làm gì à? Ooh. You want me to do another one? One more? That's a big candle, huh? Ngồi chờ đó. Chờ đợi là hạnh phúc mà cô chú. You gotta be careful because it'll pinch you. Cưng ghê không? Be careful. JD, what color is that? Blue. Blue. Yeah. Cái ghế này cao lắm mà té là không được luôn á. Oh, it broke. Yeah, it's okay. Rồi làm hư của anh ta rồi đó. Thấy chưa? Ready, one more. You want me to try and fix it? Đi ra ngoài nói chuyện nhỏ nhẹ dễ sợ không? Ready? Rất là nhỏ nhẹ luôn á. Watch. Broke. Cái này broke. Jay, Jay, Jay. One, three. Yeah, good girl. Look. Wow. Thôi, con ngồi đánh hai chân với thương không? Wow. Jay, watch right here. Watch. Nhìn này, nhìn lên cái đèn kìa. Bây giờ tao không tới làm gì. Ông bữa nay ông bữa nay ông xiết chân Jay mà. Jay. Ông là bữa nay là light show. Touch your nose. Touch your nose. Watch. Touch your nose, JD. Touch your nose. Touch your nose. Watch. Yeah. Oh, wait. One more time. Touch your touch nose. Your nose. Touch your nose again. Watch. Look up here. Watch. Boop. Boop. Okay. Uh-oh. Broken. Uh-oh. Okay, now touch your nose. Watch. Touch your nose, watch. JD. Now touch your nose. Boop. Oh, wow. You have a magic nose. Trước khi ông mở cái đèn lên cái ông kia ông chay đụng cái mũi đi. Đụng cái mũi cái nhìn lên là thấy cái đèn nổi lên đó. Rồi cái ông nói cái mũi chay thật là thần kỳ. Coi được không? Ở nhà không có ghế, đi qua nhà sớm lên ghế ngồi. Ở nhà kêu lên ghế ngồi đâu ngồi. Còn là bò lăn lê bò lết dưới đất không? One more? Another one? Say please! Đó, 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 chạy đi! Careful! Trời ơi, coi trời ơi, con nằm relax rồi. Jay, watch. It's broken. Cái đó, nó làm cái cây của người ta gãy rồi đó. Thấy chưa, nó làm cái cây của người ta gãy rồi. Chứ nó đưa cho người ta, nó đòi người ta sửa giùm. Mà ông này ông kiên nhẫn ghê, ông hỏi mày muốn tao sửa, để tao sửa cho. Ông cầm đá, ông nói ông sửa không được. Thôi mày giữ luôn đi. Có được không? Nó kêu ông sửa đó. Công nhận thì tại sao có thể có đủ nhiều cái kiên nhẫn đến như vậy. Trời, cô đứng kìa, đứng kìa. Người mẫu là phải đứng vậy đó, cô chú vừa đứng vừa gãy ghẻ luôn. Té nha, té. Ê, ê, ê. Too high. Careful. You wanna get out? Here. Okay. Uh-oh. No, no more. Đi đi kiếm máy nào nè. Go, go. Đi, đi, đi. Để máy đi. Đi, để máy đi. Jay, look, come here. Let me show you. Come here. You see the flower? Here, touch the flower.
Trời ơi, con bồng cho nó đi đụng lao rồi đó. Wow, wow đâu con? One more. Rồi còn one more nữa. Đứng chấp đích con nhà người ta đó. Thôi đi đi, đi đi. Chị tài sớm bắt đầu khổ đi, hay lại hung mấy bạn kia đi. Sao nãy giờ chưa hung này, đi lại hung cho từng đứa coi. Lại lại. Good job. Cậu thêm cái nữa hả? Rồi thêm cái thứ hai nè, lại đây, đây này, con này sẽ này. Lại lại. Trời ơi, nó hung nghiến nám mũi ta luôn nè, thấy không? Là nó do nó hung đó. Không ai nữa. Đúng rồi, đây nữa. Không mẹ miếng, không mẹ miếng đi. Nó cũng mua mẹ miếng. Như cái mặt không miếng coi. Đi. Thôi đi. Đứng lại đây nữa. Bà tám quá đi. Đi. Wow. Không phải tự động gỡ đây. Cởi ra, tự động cởi ra. Lấy cái tay cởi dép ra con. Cái gì đau khổ vậy? Có chứ, mà nó ưng vậy đó. Đây nè, đây cởi ra, mẹ chỉ nè. Đây nè, đó, thấy chưa, dễ dàng chưa? Lấy cái tay, cởi ra. Dễ dàng chưa? Chay kìa. Chay mà nhõng nhẽo là cô kêu bà bé Na ra cắn bây giờ. Na. Nhanh nha. Đó đúng rồi, nó cắn. Rồi sao? Rồi thấy cái đó là sao? Well, hello Jade. What do you got there? You got your favorite, right? Mom's favorite too. What do you got? Cherry. Can you say cherry? Yeah. How many cherries do you have? Can you count? 1, 2, 3, 4, 5. You have 5 cherries. Can you count them for me? 1, 2, 3, 4, 5. Why don't you ever say 1? 1. 1. 2. Oh wow, those cherries are super red. Đi chơi con. Đi. Oops. Go, let's go. Go. À, cầm chiếc xe ra chơi đua xe chứ gì hết á. Thôi được không? Con gái lứa cầm chiếc xe ra đua xe. Quá được luôn. Rồi kiếm bãi khác. Rồi. Vù 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 vù. Vù vù, giờ đi bãi khác nữa. Vù 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 vù. Đi đâu? Ồ, hai con này da đen dữ vậy. Hả? Sao hai con này da đen dữ vậy? Kìa. Yeah. Cho Kỳ chơi xe đi, cho Kỳ chơi xe đi. Ờ, hái là Kỳ. Con hái hái là Kỳ. Hái là Kỳ. Đúng rồi. Sao nó kìa sao? Ơi, don't do that. Cái gì vậy? Gì nhóm phô câu à? Hả? Hi. Hi. Đi đâu ạ? À?
Không kiếm ai. Em bé đầu bù tóc rối này cô chú. Hi. Oh. Hello. Say hi. You want to come in? Sorry. Gonna please. Can. You want to come in? Say can I? I. Say. Ai mà còn say nữa. Come on now. Careful. Oh, you're getting big girl, huh? Vô nhà người ta leo lên đi như nhà mình nữa thấy không? Xin đồ ăn ăn hay gì kêu người ta kêu dọn cơm cho con, dọn cơm cho con ăn hay. Hả? Ở nhà có cơm không? Trời ơi, nó vô nhà người ta nó ngồi y như nhà. Hey, sweetheart. What you got? What? What you got a car? À, chơi đi, chơi xe đi coi. Ooh, it broke. Té ngang, be careful. Yeah, be careful. Where you going, Katie? Hả? Con muốn gì? Hả? Yeah. Ồ, cái giấy màu đó đó hả? Không được, không được. Ooh, con. Yeah, you gonna get, read a book? Go get a magazine, Katie. Want to see a book? Oh, careful. Yeah, flower, huh? Katie, can you say flower? Yeah, see? See the man? You wanna look? Wanna look at a book? Book? Oh no. Okay, you get that book. Đó, vô nhà ta dục hết okay, đồ sit rồi. Sit down on the floor. Sit down on the floor, chạy đi, ngồi xuống. Oh, xuống. She knows that book. Trời ơi, rồi đi lên bàn á. Okay, you know that book. Được không? Được không? Read? No, I think she wants to come. Trời ơi, nó lấy đúng cuốn tập nha. Cuốn tập màu luôn kìa. Trời. Yeah. Say thank you. Okay. Can you do that? Oh, alright. What color is that? Fish. No, red. Look at the fish. See the fish? What color of fish? See, he got a fish. See the flower down here? See the flowers? There's a flower, yeah. There's a flower there. There's one. Yeah, do that one too. Can you do that one? You don't know which hand you like. I'll kiss her. Oh, look. Okay, that's fun. Yeah. What is that? Get it, Jay? What color is that, JD? What color is that? Red. Gray. Red? Is that red? Is this Mickey Mouse? Oh! Ooh. See his nose? See her ears and her mouth. She's got a foot. See her foot. Her foot. See his foot. See his foot. Yeah. You have a foot too, don't you? Right there. Oh! Ooh, yeah. Wow. Can you do Mickey? See. Okay. Do his eyes. Chăm chú lắm á. No. Gì nữa, giờ đâu, gì nữa. How fun was that one? What color is that? Is that red? Let's turn page. Red? Let's turn the page this one. Oh! Oh, who did this? JD, who did that? Somebody did.
Oh, look at her.